Hôm nay tôi tới đây để hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm cho máy cắt laser, đó là phần mềm SmartCare. Đây, giao diện của nó, SmartCare 4.3. Trước tiên các bạn muốn mở phần mềm, các bạn click chọn phần mềm, click chuột phải, Open. Phần mềm giao diện nó sẽ hiện ra đây. Đầu tiên tôi sẽ set cấu hình cho phần mềm. Các bạn vào Config, biểu tượng hình cờ lê. Tới mục quạt bay, nhìn xuống cái mục size, nó gồm hai thứ mục Y và 2. Hai là chiều cao hoặc là chiều dài của khối liệu. Các bạn mặc định cho tôi đó là 500. Y là khổ vải, tùy vào khổ vải. Giống như công ty mình hiện tại, khổ vải của nó là 1m3 đi, các bạn đánh vào 1.300. OK. Maximum của nó, tối đa của nó là 1.400. Kế bên cái mục Orange Opacity, các bạn chọn Bridal cho tôi. Apply. OK. Đã xong cái bước cấu hình, không gian làm việc và môi trường làm việc của khối liệu. Các bạn muốn lấy file, các bạn vào Vector File. Click vào nó sẽ hiện ra chữ vector file. Các bạn tìm đến file thiết kế cần tìm. File thiết kế của công ty mình hiện đuôi chấm là DSF. Muốn thấy hình tất cả các chi tiết ở trong file thì các bạn có thể là show preview. Các bạn open. OK. Đây, nó sẽ hiện ra tất cả các chi tiết. Tôi sẽ chọn một chi tiết để làm thiết kế cho các bạn xem. Quét và giữ chuột trái, chọn bộ vị. Click chuột phải, chọn copy. Zoom nhỏ lại, chúng ta sẽ quét hết chi tiết. Delete nó. Click chuột phải, Back, để hiện ra chi tiết cần. Đây, tôi sẽ zoom lớn lên cho các bạn thấy chi tiết. Các bạn quét chọn bộ vị. Đưa về góc tọa độ, nút Back to Origin bên góc bên trái. Chi tiết nó sẽ tự nhảy về bên góc bên phải của không gian làm việc. Giữ chuột, lăn chuột. Đối với chi tiết này, nó gồm có lỗ đinh và vành ngoài. Lỗ đinh nó sẽ đi dưới tốc độ và lửa khác nhau. Vành ngoài nó sẽ đi dưới tốc độ và lửa khác nhau. Nên chúng ta phải thay đổi màu, màu sắc và tốc độ tùy theo chi tiết. Bên mục Control Panel, nó gồm có 6 tab. Tab đầu tiên là layer. Layer nó gồm có 5 thư mục cho chúng ta hiệu chỉnh. Đối với mục ID của nó thì nó sẽ đi từ 1 tới 200 đây. Nó có rất nhiều màu. Color hiển thị màu của nó đi. Nó cũng sẽ có rất nhiều màu. Mục thứ ba là Prior. Prior là thứ tự cắt của nó. Thứ tự cắt của nó sẽ đi từ 1 cho tới 200. Cái tab thứ tư là Roset. Có nghĩa là chi tiết bạn muốn cắt hay là không cắt. Giống như chi tiết này, tôi sẽ đổi màu. Apply rồi check. Tôi muốn ẩn cái này đi, để tôi dễ quét cái lỗ đinh. Tại vì trong đây nó nhiều quá, tôi sẽ quét không hết lỗ đinh. Các bạn muốn ẩn được,
và tab thứ tư là Visible. Visible có hai chế độ, đó là Yes or No. No là chúng ta sẽ không thấy. Tôi click vào. Đó, nó chỉ còn cái lỗ đinh. Ta có thể quét chọn. Tôi muốn nó màu xanh thì apply, nó sẽ hiện màu xanh cho. Tôi sẽ ấn hiện chi tiết. Nếu các bạn muốn cắt dần ngoài, các bạn không cắt lỗ đinh. No reset, no lỗ đinh. Nó sẽ không cắt cái lỗ đinh cho chúng ta. Đối với cái lỗ đinh, nó sẽ hiện ở mục Workbear là cái thông số làm việc của nó. Đối với cái lỗ đinh này, chúng ta sẽ đi với tốc độ là 30. Tốc độ là 30. Work speed. Lửa của nó là 30. Và min power nó là sẽ là 30. Tiếp đó là cái vành ngoài. Các bạn có thể chọn màu hoặc là chọn chi tiết. Ở mục mắt power các bạn chọn 60. Min power các bạn chọn 55. Và tốc độ làm việc các bạn chọn 60. Những thông số này các bạn có thể thay đổi thành 70 hoặc là 50. Tùy vào vật liệu của chúng ta cắt. Sau khi bước chỉnh lửa đã hoàn tất thì các bạn phải quét chi tiết và rub lại. Chúng ta có thể xoay, di chuyển, lên xuống mà cái lỗ đinh nó không thay đổi. Nếu các bạn không rub, đây. Các bạn xoay, vị trí của lỗ đinh nó sẽ mất cho. Vị trí lỗ đinh nó sẽ mất, nó sẽ không đi theo chi tiết. Các bạn muốn quay lại thì bạn nhấp vào Ctrl Z hoặc cái biểu tượng trên màn hình lại. Undo. Cái sớ vải của chi tiết này bắt buộc phải nằm đứng. Các bạn muốn xoay chi tiết, bạn nhấp. Quét chọn chi tiết, chọn vào hướng mũi tên. Nó sẽ hiện mũi tên hình dấu cộng, bạn click vào. Nó sẽ hiện ra mũi tên xoay. Xoay cho các bạn muốn xoay đứng, xoay trái, xoay phải. Rồi, các bạn đưa về góc. Bộ vị này chỉ mới có một chân trái. Chúng ta có muốn một đôi gồm chân trái và chân phải. Thì chúng ta quét chọn chi tiết. Lít và giữ chuột trái. Kéo ra. Sau đó chúng ta sẽ lít chuột phải. Cho nó copy một chi tiết mới. Nó sẽ hiện ra một chi tiết mới. Giống với chi tiết cũ. Cái này là mình chỉ mới có một chân trái thôi. Các bạn muốn nó tạo thành chân phải thì các bạn chọn chi tiết. Lít chuột phải. Chọn mirror. Các bạn chọn x mirror. Nó sẽ tạo thành một chân trái cho mình. Trước khi di chuyển thì các bạn phải đưa chi tiết về góc tọa độ. Để cho nó sẽ bằng với chi tiết. Kích thước. Rồi các bạn sẽ kéo ra. Di chuyển mũi tên trên bàn phím. Có thể lăn chuột để zoom lớn lên. Dễ quan sát. Không được để chi tiết lẹm vào. Đây, lẹm vào như vậy. Thì khi cắt ra, chiếc giày của ta nó sẽ bị sai. Các bạn zoom lớn lên. Di chuyển chi tiết ra. Bước kế tiếp ta sẽ tới nhân bản chi tiết. Ta quét chọn chi tiết. Vào lệnh Array. Nó sẽ hiện ra Convert Array cho ta.
lít vào lệnh này. Đây là dòng và đây là cột. Ở trên là dòng, ở dưới là cột. Mặc định của chúng ta đầu tiên, bước đầu tiên chúng ta chỉnh, chúng ta sẽ đi để cho nó hai thôi, để dễ quan sát. Các bạn nhớ phải lít vào Move to Origin để nó đi theo cái góc tọa độ. Ok. Ok. Đối với cái bộ vị Array này, chúng ta quan sát là thấy khe hở nó vẫn còn rất là lớn. Chúng ta dùng bàn phím để di chuyển. Nhấn D để chi tiết đi qua phải. Để cho chi tiết đi nhanh, ta nhấn vào chữ F trên bàn phím. Chúng ta cho nó là 1. Enter. Sau đó nhấp D. Chi tiết sẽ đi nhanh. Chúng ta zoom vị trí cần quan sát lên để cho nó đi vô. Ta lít thêm một cái nữa, ta sẽ thấy chi tiết nó bị lẹm. Ta trả lại một bước bằng phím A cho chi tiết đi ra. Vì khoảng cách này rất nhỏ, chúng ta muốn cho nó sát luôn. Chúng ta nhấp F trên bàn phím. Chọn lại thông số 0.05. Đó là ok. Ok ở cột rồi. Chúng ta sẽ qua hàng. Di chuyển hàng, zoom lớn lên vị trí cần quan sát. Đây. Tích chọn đối tượng. Rồi, chúng ta chọn F bước tiến để cho nó đi lớn, đi nhanh. Đây, V kép để chi tiết sẽ nhảy lên. Và S để chi tiết sẽ đi xuống. Chúng ta sẽ zoom lớn lên để quan sát. Rồi tới này bước tiến nhỏ hơn 1, chúng ta sẽ cho bước tiến nó nhỏ lại. Enter, 0.05, Enter. Đây là các thông số. Thông số của cột và thông số của hàng. Chúng ta đã làm hai hàng, hai cột. Khổ giải của mình khoảng 1m3, chúng ta có thể chọn 6, 5. Nó sẽ tự nhảy ra. Này, chúng ta có thể lên 6. Hoặc là 7. Đối với 7 hàng thì nó đã quá giới hạn làm việc của chúng ta. Nhưng mà chúng ta có thể thêm được một bộ bên phải. Tôi sẽ trở lại 6. Enter. Ta lại rẽ lệnh bằng nút Scale Array. Rồi, các chi tiết ta sẽ bung ra hết. Ta sẽ quét chọn cái vùng chi tiết. Tôi chọn Ctrl C để copy chi tiết. Sau bước Ctrl C, chúng ta sẽ quay lại. Chúng ta Ctrl V. Dùng bàn phím di chuyển. Di chuyển sang bên trái. Chi tiết nó sẽ qua bên trái. Đối với chi tiết này, chúng ta sẽ mirror. Chúng ta dùng bàn phím di chuyển để di chuyển chi tiết vào trong. Có thể zoom lớn lên. Ok. Chúng ta đã chèn thêm hai con vị, hai bộ vị vào. Nó sẽ có một lệnh dùng cho chúng ta xem quá trình nó cắt. Chạy thử, gọi là chạy thử. Các bạn quét chọn con hàng vào lệnh Simulation. Nó sẽ tự động chạy cho chúng ta xem. Đây, nó sẽ cắt lỗ đinh trước rồi cắt trong ngoài. Rồi cuối cùng là nó sẽ cắt con chèn, hai con chèn. Sau khi các bạn làm xong, vào một bên Ctrl Ben
tích vào một rosette. Chúng ta làm file thì làm file có bao nhiêu đây? Nhưng mà chúng ta muốn cắt 10.000 đôi thì chúng ta phải vào làm bên này. Đây là số lần cắt. Mặc định của nó là sẽ là 2 hoặc là 3. Nhưng 2 là sẽ tốt. Công nhân nó sẽ giống cắt 2 lần, nó sẽ ngừng để công nhân chỉnh liệu lại rồi xong nó sẽ cắt tiếp. Hoặc chúng ta có thể đánh 10 lần cắt. Vẫn có thể cắt 10 lần, nhưng mà lúc cắt liệu mình nó bị lệch, mình không thể canh chỉnh được. Bước tiếp theo là chúng ta phải tích vào một cái tâm fit length. Để chúng ta biết được khoảng cách của bàn cuốn nó sẽ cuốn lên bao nhiêu. Bằng lệnh, tích vào lệnh get length. Nó sẽ đo khoảng cách. Bàn cuốn nó sẽ cuốn lên. Tích vào OK. Xong quá trình làm việc, tới quá trình lưu. Nên lưu ở hai dạng. Đầu tiên là vào file, save it, vào OE, tạo một thư mục mới có tên là khách hàng. Có tên là mẹ hàng. Chúng ta sẽ lưu vào trong này mã hàng của nó, đặt tên của nó, đặt tên. Ví dụ tôi đặt tên 123 lưu. Rồi file của tôi sẽ tự động lưu vào trong đó. Save it. Đây. Chúng ta thấy được file tôi đã lưu. Bước kế tiếp, các bạn phải lưu bằng file sale. Đây. Nó nằm bên góc phải. Đuôi của nó là dạng chấm OD. Tôi sẽ lưu trước 123. OK. Lưu thành công. Nếu các bạn lưu file save it, các bạn lưu lại một lần, các bạn đưa qua máy laser thì các bạn chỉ có đưa được một file thôi. Nhưng mà các bạn lưu bằng file OOD, file save it, thì các bạn một lần các bạn có thể đưa qua 4, 5 hoặc 10 file một lần. Muốn đưa được 4, 5 hoặc 10 file vào máy, chúng ta tích vào một đúc của mình. Chúng ta vào mục Add, chọn tất cả các chi tiết, chọn tất cả các file các bạn cần đưa xuống máy laser. Các bạn quét chọn hết, bạn Open. Tất cả các file sẽ đưa qua. Cái này chừng nào kết nối với máy tính các bạn sẽ thấy. OK. Các bạn muốn bắn trực tiếp qua bên máy, cho máy chạy luôn, các bạn vào Start. Các bạn muốn dừng thì các bạn bấm Suspend. Các bạn muốn chạy lại thì các bạn bấm Tiếp, một lệnh tiếp. Chạy giữa chừng, các bạn thấy chi tiết mình bị lỗi, các bạn muốn hủy nó đi, bạn bấm vào Stop. Các bạn muốn lưu cái file này trên máy laser thì các bạn có thể vào file load. Máy tính nó chưa kết nối máy laser nên chúng ta không thể làm được.